Hôm nay chúng ta có một sự kiện rất là quan trọng, làm cho Enid ăn. Các bạn muốn gì? Muốn ăn bánh pancake không? Vậy thì chúng ta sẽ làm nó, đừng lo. Ôi, chúc sức khỏe Pugsley. Nào nào nào, mình là một người phụ nữ từng trải nên là thuộc lòng tất cả công thức bánh kép rồi. Chúng ta có thêm tất cả các thành phần cần thiết và bây giờ chỉ cần trộn nữa thôi. Mọi người nghĩ rằng là mọi người biết công thức cần bánh kép thôi sao? Mình sẽ làm các bạn ngạc nhiên đấy. Mình cũng biết. Mình đã từng đưa cho mẹ một cuốn sách duy nhất dạy nấu ăn và đưa cho lũ chó ăn. Nhưng trước đó, mình đã lật qua một chút. Tại sao các bạn lại ngạc nhiên chứ? Ôi, trời ạ! À. Ôi, làm sai rồi. Nhưng mà chắc không sao đâu. Vẫn ổn. Mình chỉ cần ngoáy nó lên thôi. Ôi, tay. Cảm ơn nhá. Đây là những thứ mà mình cần. Mình sẽ cho vào và bây giờ ngoáy nó lên. Thế là nó ra một màu hoàn hảo rồi. Bây giờ chỉ cần cho nó lên như thế này nữa thôi. Và mình đã có những chiếc bánh pancake hoàn hảo. Mình sẽ cho thêm cả siro dâu lên trên nữa. Và đây sẽ là thứ tuyệt vời nhất. Trời ạ, đáng sợ quá. Ôi, khuôn mặt này. Ôi, có sao đâu, đơn giản là chỉ siro dâu thôi mà. Xinh, mang thứ mà chị cần ra đây. Vài con nhện lên trên này nữa là xong. Tốt, bây giờ thì đến lượt cô rồi đấy. Ôi, có cái gì đâu mà. Đấy, cô đã làm xong ruột ra rồi. Bây giờ cô sẽ cho nó ra ngoài và cho tất cả các màu khác nhau vào nữa. Bây giờ thì cô sẽ dán nó lên và cô sẽ có những chiếc bánh pancake đủ các loại màu sắc. Và cho thêm miếng bơ và cho thêm cả một ít siro nữa lên nhá. Thấy chưa? Khác nhau chưa? Ôi, gì nữa đây? Ôi trời ạ, thôi được rồi, chắc là mùi không ổn lắm, ghê thật đấy. Nhưng mà mình phải làm gì bây giờ nhỉ? Phải suy nghĩ. À, có ý tưởng rồi, bây giờ mình sẽ lấy chuối ra nhá. Bây giờ mình chỉ cần cái bên trong nữa thôi. Và mình sẽ nhão nó ra. Đó, bây giờ cho thêm trứng vào. Giờ ngoáy lên. Sau đó mình sẽ dán nó lên. Đây là bánh pancake rất tốt cho sức khỏe, cho thêm caramel vào nữa thì ngon tuyệt vời. Hoàn hảo, xin mời. Ôi trời ạ, mọi thứ trông thật là tuyệt vời. Nhưng mà cái này trông đáng sợ quá. Eo ơi, trời ạ. Ồ, nhưng mà đây không phải là máu, đây là siro dâu. Để thử nào. Cái này ngon thật đấy, mình rất là thích nó luôn. Ồ, còn những bánh pancake này nữa. Wow, thật là tuyệt vời. Hoàn hảo, có màu thật là tuyệt vời nữa. Wow, cái này ngon quá. Ồ, còn mấy cái cùng này. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Cái này cũng không tệ đâu. Nhưng mà mình chọn cái này nhá. Vâng, cô giáo, cô đã thắng rồi. Em cảm ơn cô rất nhiều. Enid, mọi người đã sẵn sàng rồi. Em muốn ăn gì? Wow, muốn một ly cocktail bảy sắc cầu vồng sao? Ok. No, có cái gì đâu, anh sẵn sàng rồi. Ôi, cái này rất là đơn giản. Cô sẽ cho một ít sữa và tất nhiên là bột cacao nữa. Sau đó ngoáy thật là đều, đun lên. Và sẽ cho cái này vào đây nữa. Cô giáo tuyệt vời nhất thế giới. Ô trời ạ, à, mình cũng sẽ ăn cái thử một tí Nutella. Ô trời ạ, à, hết rồi sao? Buồn quá. Ui, phải làm gì bây giờ? À, mình có một ý tưởng này rồi. Mình sẽ cho sữa vào như thế này. Đây. Trời ạ, à, khó mở quá. Mở ra đi nào. Mở ra đi, nhanh lên. Nào, nhanh lên. Ui, trời ơi. Ôi, được rồi. Xin lỗi nhá, hơi bẩn một chút thôi. Không sao, bây giờ mình sẽ cho sữa vào trong Nutella còn thừa này nữa. Sau đó đóng nắp vào và lắc thật đều lên nhá các bạn. Và như thế này chúng ta sẽ có một ly cocktail sô-cô-la tuyệt vời luôn. Hoàn hảo, bây giờ chúng ta cho thêm kem nữa vào. Và tất nhiên là phải thử thêm một chút nữa chứ. Sau đó chúng ta sẽ rắc topping nhiều màu lên. Quá là tuyệt vời luôn. Ồ, đẹp quá. Vẫn còn thiếu một cái hồng hút nữa là xong.
Đấy, thế là xong rồi. Wednesday đang làm gì nhờ? Ôi, trời ạ, có cái gì đâu mà cứ phải nhìn nhờ. Bây giờ mình sẽ cho sữa vào trong như thế này. Sau đó mình sẽ lấy sô-cô-la mush vào. Tất nhiên là phải xay nó lên thật là đều rồi. Sau đó thì sẽ rang cốc tai. Bây giờ mình sẽ cho vào một chiếc cốc đặc biệt dành cho nó. Tất nhiên là không thể quên cả kem rồi. Và cả siro dâu nữa cho nó giống máu nhá. Tất nhiên là thêm một vài con rơi nữa. Trông rất là tuyệt vời. Mời em, mời Enid. Wow, món này ngon quá. Ôi trời ạ, cái gì nữa đây? Ôi, một con rơi sao? Tân thử nào. Wow, đây là kẹo dẻo ngon tuyệt vời luôn. Món này ngon quá. Ồ, cốc tai thật là tuyệt vời. Rất là ngon luôn. Mình rất là thích. Ồ, đây là cái gì đây? Ồ, thầy hiệu trưởng tốt nhất thế giới sao? Cũng ok đấy chứ. Việc này rất là ngon. Ồ, còn cái gì nữa đây? Ồ, món này ngon quá. Thử nào. Ồ, kem này rất là tuyệt vời. Thử nào. Tuyệt vời, món này thực sự rất là ngon. Mình không nghĩ là sẽ ngon như vậy đâu. Nhưng mà món của Wednesday chắc chắn là thắng rồi. Ồ, cái gì? Wednesday chuẩn bị cười sao? Chuyện đó có xảy ra không? Ôi trời ạ, chán thế. Enid, có cái gì chưa? Bây giờ là ăn gì? Wow, burger cầu vồng sao? Trông rất là tuyệt đấy. Các bạn có làm được không? Mình thấy Pugsley đang bùng cháy với cả ý tưởng. Wednesday máu lạnh như thường lệ, nhưng hiệu trưởng thì lại kiên quyết. Mọi thứ rất là dễ dàng ở đây. Quan trọng nhất là bánh ngọt và phần mềm. Bây giờ mình sẽ làm cái này rất là nhiều màu khác nhau. Đó, Enid sẽ rất là thích. Bây giờ thì sẽ ném lên và sẽ có một chiếc bánh kỳ diệu. Đẹp đẽ, cầu vồng, tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào trong lò và đợi nó nướng lên thôi. 10 phút nhé các bạn. Bây giờ thì em làm đi Pugsley. Mình đang làm rồi, đang nhào bột rồi, trông thật hay. Nó trông như chất nhờn vậy, nhưng mà bị kẹt rồi. Ôi không, trời ạ, bột, ôi không, dính hết cả lên tay rồi, phải làm sao bây giờ? Cứu, nào biến đi nhanh lên. Trời ạ, không thể nào mà chịu được nữa rồi, cái thứ ngu ngốc này nữa. Ôi, ổn rồi đấy. Nhưng mà bây giờ mình nên nghĩ cái gì nhỉ? Chính xác, mình có bánh rán ngon nhất ở đây rồi. Chỉ cần một cái thôi. Đó, sau đó mình sẽ lấy thịt ra. Eo ôi, cái này kinh lắm. Thôi được rồi, mình sẽ không dùng cái này. Thay vào đó, mình sẽ dùng kem. Kem này sẽ rất là tuyệt vời. Nhưng mà lại không mở ra được. À, có ý tưởng này rồi. Ồ, một phát. Thế là ra luôn, quá là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ cắt hẳn một miếng này ra nhá. Đó, tất nhiên là cần phải cho thêm một ít gel này nữa. Đầu tiên thử đã. Ui, chua quá, nhưng mà được rồi, rất là tuyệt vời. Đó. Bây giờ thì tất nhiên là Skittles ngọt ngào đầy màu sắc. Ui, trời ơi, không, mình nghẹn, cứu với. Ôi, em cảm ơn ạ. Bây giờ thì phải cho nó lên trên như này. Và miếng bánh burger lên đây nữa. Thôi được rồi, trong khi đó mình có thể ăn. Ôi, bánh của mình đã xong rồi đấy. Bây giờ thì đi ra lấy thôi. Tuyệt lắm. Ôi, quá là hoàn hảo. Nhiều màu, quá tuyệt vời. Mời em. Không, cảm ơn cô. Em không muốn ăn những cái thứ này đâu. Đầu tiên em sẽ dán miếng thịt này lên đã. Bây giờ em sẽ nướng một ít bánh burger lên như thế này. Sau đó em cho phô mai thẳng lên như này. Đấy, và thật là nhiều. Bây giờ thì cái này sẽ là thịt ở trên cùng. Đó, và đóng lại vào thôi. Bây giờ thì chờ một chút và mọi thứ sẽ sẵn sàng. Chỉ cần bỏ ra như này là chiếc bánh burger đã sẵn sàng rồi đó. Đó. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta vẫn cần phải cho thêm một ít gì đó. Bây giờ mình sẽ lấy cà chua và chọc vào như thế này.
Nào, Sinh, đi lấy đồ cho chị đi. Ê, trời ạ, chỉ cần xin một ít Cheetos thôi mà, sao phải đập nó như thế? Đấy, thế là xong sẵn sàng rồi. Ôi, giống con nhện thật đúng không? Ôi, có gì đâu. Bây giờ thì cô cũng đang nặn thịt rồi. Bây giờ cô sẽ dán miếng thịt này lên và sau đó cho miếng phô mai lên trên. Đợi nó tan chảy ra, rồi lôi ra bỏ vào trong cái miếng burger này. Đó, thế là mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Mời em ăn thôi. Ồ, hoan hô, bánh burger đã đến rồi, hãy thử nào. Ôi trời ạ, cái món này lại là cái gì nữa đây? Đáng sợ thế nhở? Cái này ngon quá, đây là Cheetos mà. Bây giờ mình sẽ thử ăn nào. Ôi, trời ạ, mình thấy cũng bình thường thôi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ăn thử chiếc bánh burger nhiều màu sắc này. Trông rất là tuyệt vời. Ồ, bên trong có gì thế này? Phô mai sao? Hỏi làm sao khô như thế này? Ồ, thế còn cái bánh burger gì nữa đây mà trông hay thế này? Ôi, Parsley, cái món này ngon thật đấy. Quá là tuyệt vời, chắc chắn là thắng rồi. Ồ, xin chúc mừng nhá. Nào, lần này mình muốn ăn khoai tây chiên, cầu vồng. Ok. Wednesday chắc chắn sẽ nấu khoai tây, nhưng mà bất ngờ như thế nào, các bạn cùng lại sẵn sàng và xem bắt đầu nhá. Nào, để làm khoai tây, cô chỉ cần khoai tây và cần phải khoay nó lên. Trời ơi, Parsley, tại sao em lại làm như vậy chứ? Nào, bây giờ đưa đây, để cô cắt nó ra. Đó, thế là gần như xong rồi, cắt được đúng ra miếng. Và bây giờ, cô sẽ cho các màu vào như khác nhau. Thế là sẽ có rất là nhiều khoai tây, các màu luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cần cho dầu vào và chiên nó lên. Đầu tiên là cam, sau đó vàng, sau đó xanh lá cây, rồi xanh nước biển, và cuối cùng là màu tím đỏ. Nào, thử một miếng xem như nào. Rất là ngon đấy chứ. Đó, thế là xong rồi. Ôi trời ạ, lại là cái gì nữa đây? Ôi, em đã làm xong rồi. Có gì đâu cô, không sao đâu mà. Parsley lại gặp rắc rối rồi. Thôi để bạn ấy thư giãn đi. Có lẽ em ấy sẽ trưởng thành hơn. Đồ mình cần sự giúp đỡ đã xong rồi. Đặt khoai tây vào. Và bây giờ mình sẽ cho cả màu đen vào đây nữa. Đây là những gì mình cần thiết. Nhưng mà không bật lên được. Trời ạ, bắn vào mặt rồi. Thật là khó chịu. Thôi không sao, bây giờ mình sẽ lau đi là được. Đấy, bây giờ mình có thể rắc nó lên như thế này. Và khoai tây của mình sẽ thành khoai tây màu đen. Tốt lắm. Tất nhiên là cho thêm cả sốt cà chua vào là xong. Bây giờ mình sẽ đổ thật nhiều dầu vào nhá. Ups, hình như là bị lỡ mất rồi. Nhưng mà chắc không sao đâu. Trời ơi là trời. Bây giờ thì đổ nó vào như này nhá. Ôi trời ạ, bắn quá, cứu với. Trời ạ, làm gì biết giờ. Ôi, xin lỗi, em không cố ý đâu. Mình phải làm gì bây giờ nhỉ? À, nghĩ ra rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ lấy bim bim này. Nhưng mà thực ra nó là kẹo dẻo đấy chứ. Và cho thêm cả siro dâu, coi như là nó sẽ thành sốt cà chua. Bây giờ thì xin mời Enid. Wow, mọi thứ có mùi rất là dễ chịu. Còn cái này là cái gì nữa đây? Đốt cháy sao? Hoặc là chờ đã. Không, thực ra món này rất là ngon đấy chứ. Nó chỉ là nhuộm đen thôi. Thực sự rất ngon. Cảm ơn nhá, Wednesday. Mình rất là thích nó, ngon quá. Còn bây giờ thì sẽ thử cái này của cô giáo nhá. Wow, trời ạ, cái này tuyệt vời thật đấy. Ôi, cái này có rất là nhiều màu và vị thực sự rất là tuyệt vời luôn. Tuyệt, mình đã ăn hết sạch rồi. Bây giờ thì còn miếng cuối cùng. Ồ, đây là kẹo dẻo, không phải là khoai tây chiên. Tuyệt vời! Nước sốt là gì đây? Trời ạ, siro dâu sao? Thật là tuyệt vời! Món này ngon quá! Parsley, em cũng làm tốt lắm! Nò quá, không thở được luôn! Hơ, thế cuối cùng ai thắng? Không sao, em ổn! Nhớ đăng ký kênh của chúng tớ nhá! Nào nào, đây là bản vẽ! Mình muốn ăn pizza! À ừ, ok! Pizza? Thôi được rồi, ở đây mọi người không thể làm gì nếu không có bột mì. Nhưng mà làm nào để mở nó ra nhờ? Ôi, trời ạ,
Hai bàn tay của bà không như ngày xưa nữa rồi. Hơi bụi một chút nhưng không sao, điều chính là có bột được mở rồi. Bây giờ bà sẽ đổ nó vào cái bát, thêm muối, trộn. Đấy, như thế này. Bây giờ bà sẽ cho thành một cái phễu, cho dầu vào, nước với men và bắt đầu nhạo thôi. Ôi, bây giờ thì bột của bà quá tuyệt vời rồi. Sền sệt một chút, chính xác những gì bà cần thiết. Ôi, trời ạ, cháu lại có gì thế này? Một cái máy gì mà to thế? Bà ơi, làm bằng tay là thế kỷ trước rồi. Siêu máy của cháu sẽ tự làm mọi thứ. Ôi, chỉ cần đặt đúng nguyên liệu vào trong bát thôi. Bật nó lên và quá trình đã bắt đầu rồi. Đây là cách nó nên được thực hiện. Tuyệt lắm, nhưng mà bà vẫn còn sẽ làm mọi thứ theo cách cũ thôi. Bà sẽ cán bột bằng cây cán bột của mình. Đấy, như thế này này. Và bây giờ, bà sẽ mở một cái lọ bột cà chua ra. Tạm biệt cái nắp nhé. Ấy, cái gì thế này? Ôi trời ạ, cháu có cái dao cao cấp hơn rồi. Chỉ cần đặt nó lên và nó sẽ tự mở lọ cho cháu. Và không có cái cạnh nào sắc cả, tuyệt phải không? Không tệ chút nào cả, nhưng mà đến lúc phải bôi ra rồi. Tất cả các bề mặt lên rồi. Đẹp quá, bây giờ đến giật phô mai nhá. Thêm phô mai, thêm hơn nữa, không bao giờ có quá nhiều phô mai, thêm nữa. Ôi trời à, cái nào của bà thế kỷ trước rồi. Nhìn đây này, chỉ cần xoay tay cầm nữa thôi, và phô mai sẽ nào ra mà không tốn công sức một chút nào. Đấy, bà ơi cẩn thận nhá, nếu không thì hàm bà sẽ rơi ra đấy. Không sao, bà cũng biết một vài chiêu. Bà sẽ cắm một cái nĩa vào một cái xúc xích và cắt nó thành những cái miếng giống nhau. Đấy, bây giờ thì những cái miếng rất giống nhau mà ngay lập tức có thể cho lên bánh pizza. Ôi, bà nhìn đây này. Bà, cháu chỉ cần cắt cái này thôi. Đấy, và những cái miếng này sẽ được cắt cùng nhau cùng một lúc luôn, rất giống nhau. Rất là đẹp đúng không? Bây giờ chỉ còn lại nướng bánh thôi. Bà thì sao nào? Phần pizza của bà thì sẽ được đặt trên khay nướng và sau đó cho vào trong lò nướng. Bà sẽ bật chế độ mong muốn và chỉ cần đợi nó thôi. Và thế là đồng hồ báo thức đây. Nào, chụp ảnh với bà cháu một chút nhé. Ôi, chuyện gì xảy ra vậy? Ê, cẩn thận với cả Len đi chứ. Ôi, trời ạ. Đấy, đồng hồ báo thức. Đã đến lúc phải lấy pizza ra khỏi lò rồi. Ôi, cái mùi này thơm quá đi mất. Chính xác những gì cần thiết. Nào nào, di chuyển ra một chút đi cháu yêu. Đây, bà sẽ cắt bánh pizza thành từng miếng như thế này. Ôi, trời ạ, đây là cách thuyết trình thật là tuyệt vời. Đấy. Ôi, trời ơi, cái này là cái gì nữa đây? Ôi, đây là một cái kéo cắt. Có phải là rất tuyệt vời đúng không? Bà hãy nhìn mà xem. Nào, mọi thứ đều ổn rồi. Đến lúc phải thử rồi đây em. Ồ, wow, đẹp quá. Trời ạ, không biết bắt đầu từ cái nào. Mình sẽ bắt đầu từ cái này nhá. Ồ, ngon quá đi mất. Wow. Trời ạ, cái này cũng không tệ hơn chút nào. Mình cũng rất là thích nó. Trời ạ. Ôi, phô mai kéo thật là dài. Wow. Ôi, trời ạ, hình như mình no quá. Ôi. Ê, trời ạ, bình tĩnh. Mọi thứ đều ổn. Vâng, vâng, đừng lo lắng nhiều về cháu. Còn bây giờ mình muốn tất nhiên là cacao với kẹo dẻo rồi. Ừ, ok. Cacao sao? Dễ dàng. Và đây là sô-cô-la của bà. Những gì cần cho cacao. Bây giờ bà sẽ làm tan chảy nó trong bồn nước. Bây giờ bà cần phải khuấy nó lên để nó không bị cháy thôi. Ui, cháu có chuyện gì vậy? Hãy nhìn sô-cô-la lỏng như thế nào. Ôi, còn mình có máy sẽ sinh tố. Cháu sẽ mở nắp ra và đổ sữa vào đó. Đấy, như thế này này. Và thay vì thuốc sô-cô-la thông thường, cháu sẽ cho sô-cô-la Kinder. Đấy, trời à, một cái vòi thật là tiện lợi để rót vào trong cốc. Hãy nhìn xem. Đấy, đẹp chưa này. Bây giờ sẽ cho thêm marshmallow và mọi thứ sẽ rất là xong rồi. Ôi trời à, bà nhìn này, có cái gì đây? Đấy, bây giờ bà sẽ cho sô-cô-la vào đây.
Đấy, bây giờ bà sẽ cho cái này lên trên kẹo. Đấy, đẹp chưa? Ok. Bây giờ thì marshmallow lên trên nhá. Và thêm một ít kẹo nữa. Và sau đó, cái này sẽ thành một cái thứ rất là đẹp. Bây giờ thì mời cháu uống nhá. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. 1, 2, 3. Mình sẽ thử cái này. Ngon đấy. Đặc biệt là với cả marshmallow. Đỉnh cao lắm chị ạ. Nhưng mà cái này trông rất là bất thường đấy. Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây? Đúng rồi, chắc là nhúng nó vào trong sữa rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ ngoáy nó lên và cacao nóng sẽ xuất hiện ngay trước mặt mình. Cái món này ngon quá. Bà ơi, trời ạ, đây chắc chắn là chiến thắng rồi. Đặc biệt với trang trí như thế này. Ôi, trời ạ, bà thắng rồi. Ôi cháu đừng buồn nhá. Sắp xong rồi. Mình muốn ăn mì spaghetti. Ôi, cái này dễ dàng hơn gì được chứ. Đây, mình sẽ làm tất cả. Ok, đấy, bây giờ bà sẽ làm đây. Bà sẽ cán bột thành nhiều lớp mỏng. Và bây giờ sẽ cắt nó thành các cái dải. Rắc một ít bột mì lên. Và spaghetti của bà đã sẵn sàng rồi. Đấy, đến lúc phải đun sôi nó rồi. Cháu có đồ chơi gì mới đấy? Hãy nhìn xem này. Đây là một điều kỳ diệu của khoa học. Bây giờ cháu sẽ làm như thế này. Và spaghetti sẽ ra từ nó. Đấy, gần như mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Ôi, phải cho thêm lầm nước sốt nữa chứ. Nào, cái lọ này hư quá. Ra nào, ra nào. Trời ạ. Bây giờ bà sẽ phá nó ra. Bà cần dán nó vào. Và kéo. Ôi, trời ạ, nó dán vào tay bà rồi. Cứu với, cứu với. Ôi, để mở cái này, cháu có một cái kẹp riêng rồi này. Đấy, một phát và sẽ làm ra được thôi. Ôi, vậy thì cháu hãy nhìn thế này. Đây là cách mà có thể cắt cà chua rất là dễ dàng. Đấy, cắt đôi ra. Bây giờ thì cho vào chảo. Ôi, bà nhìn xem cháu có gì đây này. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Đấy, thế là xong. Đấy, mọi thứ rất là hiện đại rồi đấy nhá. Ôi, không sao. Nhưng mà bà vẫn sẽ làm một món rất là ngon. Ôi, má. Trời ơi. Cứu với. Ôi, trời ạ, cái gì đấy? Ôi, làm bà trà già sợ quá đi mất. Bà ơi, cái này chỉ là khuấy tự động thôi. Bây giờ cháu sẽ đặt nó vào chảo. Và nó sẽ làm mọi thứ. Wow, mì của bà đã được rồi sao? Bây giờ có thể bày ra đĩa và thưởng thức rồi cháu ạ. Ôi, thấy chưa? Ôi, hãy nhìn xem cái tô của cháu quyến rũ chưa này. Và tất nhiên là cả cà chua nữa. Ôi, trông chán thế. Còn cái này thì trông thật là ngon. Ồ, không biết kéo này là kéo gì nhỉ? Ôi. Trời ạ, nó có thể quay được này. Ôi, nó rất là tuyệt vời cho spaghetti. Hay quá. Và cái này có thể cắt bằng kéo ra. Ồ, wow. Nào, đến đây nào món ngon. Wow, cháu rất là thích cái món này luôn. Bây giờ sẽ thử cái của bà nhé. Bây giờ mình sẽ cuốn nó lên. Và có thể ngon hơn đấy. Nhưng mà mình thích cái này hơn rất là nhiều. Rất là tuyệt vời. Ôi, thôi được. Ôi trời ạ, phô trương quá. Còn đây là cái gì nữa đây? Ôi trời ạ, nó rung kìa. Ôi, một cái máy này thật là đáng sợ. Ôi, nhưng mà cái này rất là hợp với lưng bà. Với cả tóc của bà. Ôi, một cái này tiện ích quá. Ôi, có lẽ bà sẽ mang nó theo người nhiều hơn đấy. Bà sẽ làm vậy. Đừng nói cho cháu gái bà biết nhé. Để bắt đầu, mình muốn ăn bánh gừng như thế này nhá. Dễ dàng thôi. Nào, làm sạch nào. Ôi, xin lỗi. Ôi, mình nghĩ nhiều quá mà. Ôi, bà ơi. Thôi được rồi, chúng ta nên bắt đầu. Và đây là cái này nhá. Lấy nó. Bụt. Bây giờ tôi sẽ lăn cậu ra. Nhận lấy đi, nhận lấy đi. Nào, cháu ơi, đợi đã. Đưa cái này cho bà. Bà sẽ chỉ cho cháu cách làm. Cháu phải lấy nó và nhẹ nhàng lăn nó ra như này để tạo ra một hình chữ nhật.
Đấy, thế này này. Bây giờ thì cần một cái khuôn. Bà sẽ cho nó đơn giản như thế này này. Bây giờ chúng ta sẽ cần cho bánh lên trên như thế này nhá. Và rồi chuẩn bị để cho vào trong lò. Đó, như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cho mình một chiếc đồng hồ báo thức. Ôi, đang làm gì vậy? Ôi, từ nghiêm túc ở đây. Có các bản thiết kế và đo lường mọi thứ cẩn thận cắt nó ra bây giờ. Đấy, như thế này này. Rồi, ổn rồi đấy. Bây giờ dùng caramel nhá. Trước tiên cần phải mài chúng ra như thế này này. Được rồi, bây giờ thì cần phải đập nó thành bột. 2, 3. Nhận lấy đi, nhận lấy đi. Nào, bây giờ chúng ta đã có 2 túi bột rồi nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cho vào trong như này. Và nướng lên, bật thời gian lên. Và bây giờ chúng ta chỉ có ngồi đợi thôi. Mình nghĩ mình có một ý tưởng như này. Búp bê? Không, quả trứng đến từ đâu vậy? À, đây rồi, khuôn đây rồi. Nào, bây giờ điều chính là phải ấn bột vào đấy thật là tốt. Nào, vào đi, như này này. Đấy gì vào đi, thật tuyệt vời. Không cần phải cắt một cái gì cả. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng để cho vào trong lò rồi. Và đến lúc phải bật cả hẹn giờ nhé các bạn. Nào, ok rồi đấy. Bây giờ thì làm gì đây? Bây giờ mình sẽ chơi một chút. Ôi, trời ạ, của bà xong rồi đây này. Ôi, bây giờ thì bà sẽ bỏ cái này ra nhá. Đây là bánh quy của bà. Ôi, thơm thế. Có được thử không bà? Đi, cho cháu thử nhá. Wow, thật là tuyệt vời. Không, không được, cháu không được thử. Ôi, tất cả chọn Britney. Ôi, nó ngon quá, bây giờ để lại đây đây. Bà thu thập ngôi nhà, bà sẽ lấy kem và cắt đầu túi. Bây giờ có thể dán tất cả mọi thứ lại như này này. Điều chính phải làm mọi thứ đều an toàn. Và tất nhiên là cả xinh đẹp rồi. Và điều này có nghĩa là mình sẽ còn cho thêm đồ ngọt vào nữa cơ. Đó, ví dụ như cái này Skittles. Bà sẽ dùng nó để trang trí cả ngôi nhà, làm cho nó thật là tươi đẹp. Đấy, thế là nhà bà đã sẵn sàng rồi. Vẫn còn thêm một ít đường bột vào nữa. Sẽ có câu chuyện cổ tích mùa đông. Ôi, mình giỏi quá đi. Ui, thời gian không còn nhiều. Đã đến lúc phải lấy nó ra rồi. Đấy, wow, mùi thật là tuyệt vời. Kem trong hai tay, đến lúc phải đi làm rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ làm các cái viên màu trắng trước. Và ngôi nhà của mình sẽ có một màu xanh như thế này. Đấy, rất là tuyệt vời đúng không? Tuyệt lắm. Nhưng mà ngôi nhà này hơi yếu cho mình. Mình sẽ xây cả một lâu đài bằng bánh quy. Đấy, tuyệt vời chưa? Wow, tuyệt quá, mình sẽ không bao giờ làm được thế. Mùi gì thế này? Ê, gì vậy bà? Ôi trời ạ, bánh quy của con. Ôi trời ơi, mọi thứ bị thiêu rụi rồi. Trời ơi, bây giờ phải làm gì bây giờ? Ôi không, trời ơi, nó thành tro tàn rồi. Ôi không, bây giờ chỉ còn là bụi thôi. Chỉ còn đúng 2 mảnh. Thôi được rồi, mình sẽ dán những gì còn lại vào thôi. Cái chính là phải thêm thật nhiều kem. Đấy, như thế này này. Thêm một miếng ở đây nữa nhá. Và nhiều kem vào cho nó dính vào với nhau. Và tất nhiên là phải thêm rất là nhiều đồ ngọt. Và mình nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi. Xin lỗi nha Britney, nhưng em phải ăn thứ này thôi. Oh, wow, trời ạ, đây là cả một lâu đài này. Còn lại còn những người đàn ông bé nhỏ chứ. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Ngon thật đấy. Ôi, tuyệt thật. Xem nào. Trời ơi, cái nỗi kinh hoàng này là gì? Mình sẽ không mạo hiểm thử nó đâu. Nhưng mà cái này thì trông khá đấy. Mình sẽ ăn thử một miếng. Wow, ngon lắm bà. Bà cảm ơn nhá. Nhưng mà tất nhiên là lâu đài vẫn thắng. Nó rất ngon và rất là đẹp. Hả? Mình thắng sao? Mình là người giỏi nhất, mình là người giỏi nhất. Cảm ơn, cảm ơn. Nào, vòng này mình sẽ muốn ăn bánh pizza nhá. Ôi, dễ dàng. Được rồi, sẽ có pizza. Okay. Pizza là người của tớ. Bột thông thường sao? Không. Hoặc là có thể là màu đen. Đây là những gì mình cần. Mình sẽ cán nó ra như thế này, tạo hình. Và bây giờ là mình sẽ cho thêm quả chua bi vào. Tất nhiên là phải cắt đôi ra trước khi dùng nhá. Bây giờ mình sẽ hâm nóng nó lên một chút và đánh bằng máy xay sinh tố như thế này này. Nước sốt cà chua hoàn hảo, bellissimo. Bây giờ cho vào bánh pizza và mình sẽ bôi tất cả lên trên bánh. Ôi, cái lọ này chặt thật đấy. Mở ra, mở ra. Ôi, không đâu nào. À, bà biết một cách rồi. Bà sẽ dán băng dính lên như này này và kéo nó ra. Đấy, thế là được. Nhẹ nhàng phết nước sốt lên trên bột như thế này, toàn bộ bề mặt.
Mình có một cái mở nắp đặc biệt đây này, xem nó dễ dàng chưa. Okay. Mọi người nghĩ mình không làm được gì sao? Bây giờ mình sẽ đổ ra nhá. Đấy, thấy chưa? Ôi trời ơi, mình đổ quá sức rồi. Ôi, phải làm gì bây giờ? À, ôi, cháu cảm ơn bà rất nhiều. Bây giờ mình sẽ có một ý tưởng này. Đấy, mình sẽ lấy một cái này ra nhá. Một lọ marshmallow mềm. Bây giờ mở cái hộp ra như thế này. Quá tuyệt vời. Chính xác, đây là những gì cần thiết. Bôi nó lên nhá. Và tất nhiên, thêm cả Skittles lên trên. Wow, món này chắc là ngon lắm đây. Đấy, tuyệt vời. Ôi thôi được rồi. Nào bây giờ bà phải nạo phô mai lên. Chế độ siêu tốc bật lên. Đúng rồi, không có gì gọi là quá nhiều phô mai ở đây cả. Phô mai nên được đối xử một cách trang nhã. Và bây giờ mình sẽ cho lên như thế này này. Thấy chưa? Và tất nhiên là cả mực nữa. Ôi, đừng có nhăn mặt. Cái món này rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra như thế này này. Đấy, và trải chúng lên pizza. Tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đặt thêm cả hến lên trên ga nữa. Thấy chưa? Ẩm thực tuyệt vời. Ôi, còn bà thì sẽ làm theo cách cũ. Bà sẽ lấy giò ra, cắt thành những miếng bằng nhau. Đấy, sau đó bà sẽ cho lên. Và đây là mảnh ghép hoàn hảo của bà. Thôi, còn mình thì đang làm nhân đây. Thêm kẹo dẻo vào nữa. Và bánh pizza của mình gần như sẵn sàng rồi. Bây giờ chỉ cho vào lò nướng thôi. Ôi, mùi thơm quá. Ôi, của bà cũng rất ngon. Thế này cũng được đấy. Bắt đầu với món nào nhỉ? 1, 2, 3, 4, ra cái gì ra kính này. Ôi, mình sẽ thử. Cái gì thế này? Thôi được rồi, kinh quá. Không, mình không ăn đâu. Ôi, cái này cũng không ăn, ghê tởm. Thôi, mình không ăn món này đâu. Bây giờ, mình sẽ thử món này. Wow, món này trông thật ngọt ngào, thật đáng yêu. Thử nhá. Ăn cũng được đấy. Ồ, ngày quá. Ôi, còn một miếng này nữa chứ. Trời ạ, cái này ngon quá. Một mùi hương thật là đặc biệt. Ôi, mình thử nhá. Wow, đây là bánh pizza ngon nhất thế giới. Bà thắng nhá. Ơi, bà